hôm nay kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của tổ chức hội và giai cấp nông dân, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Bình Dương luôn năng động sáng tạo đổi mới trong hoạt động hội, tập hợp đoàn kết nông dân cùng thực hiện hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Hướng hoạt động về cơ sở, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng đa dạng, thiết thực là phương châm được các cấp hội nông dân trong tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện. Từ đó khích lệ hội viên nông dân hăng hái tham gia phong trào nông dân ở cơ sở, tích cực thi đua sản xuất kinh doanh ở địa phương. Tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh đến nay là 45.700 hội viên. Để phát huy vai trò của hội trong việc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, bên cạnh việc tuyên truyền, định hướng, xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác xã, tổ chức hội nông dân còn làm tốt công tác xây dựng, tăng trưởng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân và hoạt động ủy thác nguồn vốn vay từ hệ thống ngân hàng để tạo nguồn lực cho nông dân sản xuất. Ở gia đình thì chỉ chọn chăn nuôi dê là nhiều, chứ còn trâu bò thì cực hơn, là ăn nhiều hơn, dê thì nó ăn ít hơn. Mà lợi nhuận thì cái giá cả ổn định thì cũng có lợi nhuận. Tuyên truyền với các xã thị trấn thì hướng dẫn bà con trong cái công tác khoa học kỹ thuật, vốn thì hội nông dân thì có cái vốn quỹ hỗ trợ nông dân cho cơ sở vay. Các chính sách trong nông nghiệp chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật được hội tăng cường để nông dân tiếp cận. Nhiều mô hình sản xuất hữu cơ, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap được nhân rộng. Nhiều trang trại, hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Gần đây nhất là do cái biến động giá cả, là do thị trường nó không ổn định. Thì qua đó thì chúng tôi cũng có hụt lại, có nghĩa là khoảng 6-7 tấn. Nhưng mà qua đó là có nghĩa là cũng liên hệ với cái hội nông dân của xã. Thì trong cái đó thì được ủy ban, các ban ngành rồi cũng có xuống và khảo sát, và trong đó rồi có cái hướng đề xuất ra là hỗ trợ với vườn. Từ khi mà chọn giống cho tới khi mà chăm sóc thu hoạch thì hội nông dân xã luôn đồng hành với bà con nông dân. Thì trong đó thì giới thiệu những cái loại giống tốt nhất, cũng như là những cái loại phân bón, cũng như là những cái thuốc trừ sâu mà được hội nông dân tỉnh, huyện giới thiệu, cũng như là có cái chất lượng trên thị trường giới thiệu cho bà con nông dân. Từ sự đồng hành hỗ trợ của các cấp hội, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được triển khai đi vào chiều sâu, chất lượng ngày càng nâng cao. Mỗi năm toàn tỉnh có hơn 35.000 hộ đạt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 92% số hộ đăng ký. Đoàn kết đổi mới hoạt động, vị thế vai trò của tổ chức hội nông dân trong tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương ngày càng được khẳng định. Các phong trào nông dân đã đóng góp tích cực, có hiệu quả vào chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.